Xin chào cả nhà, chúng ta lại cùng quay trở lại với livestream của Dr. Hùng Thanh. Và hôm nay Dr. Hùng Thanh sẽ cùng mang đến cho các bạn một khách hàng vừa mới thực hiện cắt mí được hôm nay là 7 ngày rồi đúng không? Và em có thể chia sẻ cho mọi người biết là mình tên là gì, đến từ đâu không? Em tên là Hồng Ánh, đến từ Đông Anh ạ. Hồng Ánh thì hôm nay thì cắt chỉ xong thấy thoải mái hơn chưa? Nhẹ hơn chứ. Khá là thoải mái với cái kết quả này rồi đúng không? Đặc biệt là cái phần nếp mí đã tươi vui hơn rất là nhiều. Với tình trạng trước đây của Hồng Ánh thì Hồng Ánh có thể chia sẻ một chút là Hồng Ánh mí gặp những cái vấn đề như thế nào và mong muốn thay đổi là từ bao giờ? Trước đây mắt của em thì là mắt một mí, thế là em muốn cắt để nhìn mắt nó to tròn hơn, nhìn nó rõ hơn, nhìn nếp mí nó tươi hơn đúng không? Vâng. Đây mọi người có thể nhìn thấy không ạ, với Hồng Ánh này, nếp mí trước đây thì mọi người có thể nhìn thấy là nếp mí mắt một mí này, nó và là mắt nó không có cái sự tươi vui một chút nào. Và sau khi mà thực hiện xong cắt mí tại Dr. Hùng Thanh thì mọi người có thể nhìn thấy, mọi em nhìn thẳng ở trong cao giúp chị nhá, chắc mọi người nhìn thấy là cái độ mắt đã được cải thiện, nếp mí tươi hơn và khuôn mặt cũng trở nên là có phần là nhìn dạng người hơn rồi đúng không? Trong 7 ngày về nhà thì em thấy quá trình diễn biến nó như thế nào? Từ hôm em cắt xong thì nó sẽ bị sưng, nó sưng 1-2 hôm đầu, xong đến hôm thứ 3 thì nó cũng đỡ, xong dần dần là 1-2 hôm sau nữa thì nó cũng đỡ sưng, nó bình thường, chứ là em thấy nó cũng không sưng lắm. Nó nét hơn rất là nhiều rồi đúng không? Vâng. Đó, với đường cắt của em thì không thể là đường cắt dài được, bởi vì cái phần là đuôi cung mày của em này, với cái phần mắt này nó khá thấp, nếu cắt dài ở đây thì nó sẽ làm hình vuông hình chung, làm hình cái nếp nhăn cho mình. Đấy, cho nên là mình sẽ cắt làm sao cho tự nhiên nhất thôi, để làm sao cho cái đường mắt nó gấp, nó sau này nó gấp lại, nó thành cái đường mắt nó khuôn mí nó nhẹ nhàng và làm cho mắt mình sáng hơn đúng không? Đó, khi mà mình về mọi người, những người thân có những cái phản hồi thế nào? Nhìn cũng bảo là nhìn con này nó khác, mình thay đổi không? Nhìn mình cảm thấy mình cũng tự tin hơn đúng không? Và làm mình cảm thấy là khuôn mặt mình cũng trở nên thay đổi hơn rất là nhiều. Đây mọi người có cùng nhìn đi ạ. Đó, vừa mới thực hiện xong 7 ngày nhưng mà mình thấy là khuôn mí của Hồng Ánh phải nói là có sự thay đổi hơn rất là nhiều. Bạn ấy đang có rất là trẻ. Đó, cái lượng da dư không có nhiều nên là khi mà mình tạo hình nếp mí thì bác sĩ sẽ thực hiện là tạo hình đường mí nó ngắn hơn một chút, và quan trọng là điều chỉnh cái độ mở mắt của bạn ấy làm sao cho nó tươi hơn. Nhìn độ mở mắt trước của bạn ấy nhìn có vẻ hơi buồn đúng không? Và khuôn mắt cũng cảm giác là nó cứ mệt mỏi ấy. Mặc dù mình vui nhưng mà mắt mình nó không hề vui đúng không? Đó. Và sau khi mà thực hiện xong rồi thì mọi người có thể nhìn thấy là với kỹ thuật tạo hình nếp mí cùng với kinh nghiệm đã rất là nhiều năm rồi nên là bác sĩ đã Hùng Thanh đã tạo ra một đôi mắt như thế là hoàn thiện hơn rất là nhiều. Và qua đây thì Hồng Ánh có để chia sẻ một chút là cái quá trình thực hiện mình có đau không, có sợ không cho mọi người đang tìm hiểu, cho mọi người đỡ run hơn không? Mới đầu thì em thấy nó cũng hơi tâm lý, tại vì kiểu động đến dao kéo ấy, em thấy nó cũng hơi tâm lý, nhưng mà làm nhanh với cả không đau. Khá thoải mái đúng không? Vâng. Đó. Có chia sẻ những các bạn đang tìm hiểu cho mọi người tự tin hơn không? Đối với mọi người về thẩm mỹ, mọi người đang hơi sợ thì có cái gì gọi là câu nào động lực cho mọi người bằng tuổi như em, mọi người tự tin hơn? Em thấy đẹp là được, còn không quan trọng tuổi tác. Mình xấu cái gì thì mình sửa cái đấy. Ok. Đó, và mọi người cũng sẽ cùng nhìn thấy không ạ? Một sự thay đổi rất là tuyệt vời của Hồng Ánh sau khi mà thực hiện cắt mí tại Dr. Hùng Thanh. Và những cái sự chia sẻ cũng như là những cái thay đổi này thì sẽ là động lực trợ giúp cho các bạn mà đang gặp phải tình trạng mắt một mí hoặc là mắt mí chưa được tươi, thì cũng hoàn toàn có thể là tự tin để làm đẹp và chúc cho mình có một cái diện mạo mới hơn đúng không? Và một lần nữa thì cảm ơn Hồng Ánh rất là nhiều đã là chia sẻ đến cho mọi người một cái trải nghiệm nhẹ nhàng tại Dr. Hùng Thanh, và chúc Hồng Ánh ngày càng trở nên tự tin nhiều hơn nha. Vâng.